Trần danh chung điển trai như là Tê Tê, có quê miền Trung Huế thân thương từng câu hò. Trần danh chung đã ôi sao mà hay thế, tiền đạo tinh nhanh khả năng tì đè khói chê. Còn chiều cao mét bay làm thật ok, áo anh thường mang số 22 cặp đôi nè. Sở trường anh cắm trên cao và pha bẫy, chạy chỗ khôn ngoan thế nên ghi bàn rất riêng. Chàng trai mắt híp danh chung làm bao cô gái mông lung, biết bao nàng mê biết bao nàng say yêu người thần tượng. Chàng trai sau mũi to cao còn thêm hạt giáp hay sao, tài năng như thế nói sao không được nhiều cô xếp hàng. Trần danh chung cái tên đang nhiều chú ý, bởi anh thành công giải 22 vừa năm rồi, và năm nay cũng đang được vào danh sách của U23 đã tranh vô địch Á Châu. Giờ thì anh mới sang cái tuổi 19, thế nên là anh có bao cơ hội tranh tài. Nào chàng trai cố lên bao người đang ngóng, vào ngày mai đây góp tên nên nhiều chiến công. 滴滴 có quê miền Trung Huế thân thương từng câu hò. Trần danh chung đã ôi sao mà hay thế, tiền đạo tinh nhanh khả năng tì đè khói chê. Còn chiều cao mét bay làm thật ok, áo anh thường mang số 22 cặp đôi nè. Sở trường anh cắm trên cao và pha bẫy, chạy chỗ khôn ngoan thế nên ghi bàn rất riêng. Chàng trai mắt híp danh chung làm bao cô gái mông lung, biết bao nàng mê biết bao nàng say yêu người thần tượng. Chàng trai sau mũi to cao còn thêm hạt giáp hay sao, tài năng như thế nói sao không được nhiều cô xếp hàng. Trần danh chung cái tên đang nhiều chú ý, bởi anh thành công giải 22 vừa năm rồi, và năm nay cũng đang được vào danh sách của U23 đã tranh vô địch Á Châu. Giờ thì anh mới sang cái tuổi 19, thế nên là anh có bao cơ hội tranh tài. Nào chàng trai cố lên bao người đang ngóng, vào ngày mai đây góp tên nên nhiều chiến công. Nào chàng trai cố lên bao người đang ngóng, vào ngày mai đây góp tên nên nhiều chiến công. Thank you.